Xin chào các bạn, hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách phân biệt và nhận diện nhôm sinh pha Quảng Đông nhập khẩu chính hãng. Đây là những thanh nhôm sinh pha nhập khẩu. Thì sản phẩm này được sản xuất bởi công ty trách nhiệm hữu hạn nhôm sinh pha Quảng Đông. Đây là phần tem. Thì hiện nay trên thị trường thì cái sản phẩm này bị làm giả, có nghĩa là họ sử dụng những cái thanh nhôm sản xuất tại Việt Nam, rồi sau đó dán cái tem này lên, dán cái tem mà giống y chang với hàng nhập khẩu này lên. Chính vì thế mà chúng ta cần phải biết cách phân biệt. Thì để phân biệt được thì cũng có một số cách. Thì cách đầu tiên đó chính là check mã QR. Để check mã QR này chính xác thì chúng ta phải sử dụng một cái ứng dụng WeChat tải trên điện thoại. Thì sau khi tải và cài đặt xong thì chúng ta sẽ sử dụng check. Thì ở đây tôi đã cài đặt ứng dụng này, và sau đó để mà check thì chúng ta sẽ ấn vào phần khám phá này, và sau đó ấn vào phần quét, và sau đó sẽ quét cái mã QR này đó. Thì sau khi quét thì cái phần thông tin nó sẽ hiển thị ra, chúng ta ấn vào đây đó, sẽ hiển thị ra những cái thông tin liên quan đến cái công ty này. Thì đó là hàng nhôm sinh pha nhập khẩu chính hãng. Tuy nhiên thì hiện nay cái này cũng bị làm giống, nên là chúng ta cũng khó để mà nhận diện bằng mỗi cách này không, mà chúng ta sẽ dùng thêm một cách khác nữa, đó chính là check cái tem ở đầu bó nhôm, đầu thanh nhôm. Thì để mà chống hàng giả thì công ty này có làm thêm một cái tem nhỏ ở sau cái lớp tem dán này. Thì đây tôi ví dụ đây đó là một cái lớp tem này, thì cũng chúng ta cũng check mã QR như lúc nãy, và có thêm một cái giải mã số ở đây nữa. Thì chúng ta cạo cái này ra và chúng ta truy cập vào cái website được trên tem này, và tìm phần check, và chúng ta nhập cái giải số này lên để biết cái thông tin sản phẩm này được sản xuất ngày giờ nào này, là thuộc lô nào đó. Đây có một giải mã số, các bạn nhìn thấy, các bạn có thể check bằng cái mã này. Ngoài ra thì ở trong cái thanh nhôm được mạ chrome, thì chúng ta nhìn vào bên trong thì sẽ thấy ánh vàng kim. Và đây là một đoạn thanh nhôm tôi đã cắt, và khi nhìn vào thì các bạn sẽ thấy ánh vàng kim. Thì đó là hàng nhập khẩu, thì cũng là một cách để phân biệt thôi. Tuy nhiên thì hàng giả hiện nay cái ánh vàng kim này cũng làm giống luôn rồi, thì chúng ta chỉ còn kiểm tra thì còn đúng một cách mà chính xác nhất, đó là check cái tem đầu bó này. Thì cái tem ở đầu bó này khi làm cửa rồi thì cái thanh nhôm dài này thì chúng ta sẽ cắt ra làm nhiều đoạn, thì có đoạn có đoạn không, tại bởi vì cái này nó chỉ làm ở đầu thanh nhôm thôi, thì nó chỉ dùng để cho các nhà sản xuất cửa như công ty chúng tôi nhận diện. Còn nếu mà các bạn làm cửa thì nó vẫn khi cắt ra thì cũng có một số cái sót dính ở trên cái cây nhôm, thì các bạn có thể kiểm tra, nhưng mà nó cũng rất khó chính xác. Thì ví dụ như hàng nhập khẩu thì lúc nào ở đầu cây nhôm cũng có cái lớp tem nhỏ này bên trong, các bạn thấy đây. Thì ở công ty chúng tôi thì cũng có sản xuất nhiều hàng, có cả bao gồm hàng Việt Nam, mà chúng tôi không có sử dụng hàng giả, nên là chúng tôi hướng dẫn để các bạn phân biệt, tránh mua phải hàng giả với giá hàng nhập. Ở đầu thanh nhôm đều có đó, đó là hàng chính hãng. Nếu bạn có nhu cầu làm cửa nhôm sinh pha nhập khẩu thì xin vui lòng liên hệ đến công ty chúng tôi, truy cập vào website cửa nhựa namvideo.com hoặc namvideo.com.vn để xem giá thành sản phẩm của công ty chúng tôi.